đấu tiếp theo 42-42 nữ. Ngọc Kim Khánh của Thành phố Hồ Chí Minh với Hải Mến của Nghệ An. Thank you.
hai. Các thành viên ban tổ chức đã công bố kết quả. Điểm một đỏ thắng. Điểm một đỏ thắng. Thế lần này Khánh nó nhập cuộc chậm đấy nhỉ? Hay là ok
Em đây. Rồi em biết. Số lượng bao nhiêu cái chị? Rồi. Cấp cứu đúng không? Cấp cứu để em hố nó cho. Rồi, ok chị.